Đại Bò Tư Chiến, nay ngày 31 tháng 10 năm 2020. Cái hành khách này ở Sa Đéc, anh yêu cầu mình quay lại anh xem bốn bò này anh chốt rồi. Bốn con rất đều ha, tương tự như nhau, đoàn rất là dài. Con số 33. Lưng nách cái giò cắn rất là to ha. Con số 15. Đặng bò Pháp. Đây. Con số 16 là con bò Pháp Sám Chì. Hình thẳng băng luôn. Quay lên đó. Con số 11 là con bò Pháp. Đây, con số 11 là con bò Pháp. Con số 16 là con bò Sám Chì, Pháp Sám Chì. Con số 15 là con bò Pháp màu kem giấy. Con số 33 con số 33, 15, 16, 11 là anh khách ở Sa Đéc. Thì mình quay cầu quay lại anh xem anh chốt bốn con này về Sa Đéc. Đó. Địa chỉ trại mình là Hương Lộ 19, xã Nhẫn Phú Tân. Gần nhà thờ Dông Dầu, mình đến tỉnh Bến Tre, gần ủy ban xã Nhẫn Phú Tân. Mời anh chị các tỉnh gần xa hãy đến trại bò xem cùng tham khảo. Chốt giá xong rồi chở giao tận nơi ha. Có điều kiện thì thời gian đến trại xem, còn nếu mà không có điều kiện thời gian đi á thì chốt giá mình chở giao cũng được ha, hoặc mình quay Zalo trực tiếp cho anh em xem để chốt ha. Đây con số 11, 16, 15. Mình mất bò là mình nói hẳn là dai lép đít nhọn là mình không bắt ha. Đâu anh em là diêm rúng phù khớp là không có, bò rất khỏe. Đây con số 33, 15, 16, 11 chờ anh khách ở ngoài đây. Đó bò rất là đều. Ở phía đây lớn hơn. Đây phía lên đây thì nó lớn hơn. Ở phía đây thì nó cao tiền hơn mấy kia chút. Đó. Còn con số 39 này về các anh khách ở Củ Chi, anh bắt con bò 39 này với con số 37 này về Củ Chi. Sáng chuyển khoản xong là chở vào. Đây. Còn cái con số 33, 16, 15, 11 là cho anh khách ở Sa Đéc.